Với chủ đề Tự hào Trang sử đội vững bước tiến lên đoàn, Liên đội Võ Thành Trang đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các thi đội lớp. Mời các bạn cùng nhìn lại hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016 của Liên đội nhé. Phong trào thiếu nhi Tân Phú thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Với chương trình Tự hào truyền thống tiếp bước cha anh, Liên đội đã nhận phụng dưỡng trọn đời hai mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Tân Quý là mẹ Trần Quang Mẫn và mẹ Nguyễn Thị Đời. Phối hợp cùng tổ sử địa công dân tổ chức thi đua vui lịch sử Việt Nam. Phối hợp thư viện triển lãm sách về lịch sử nước nhà. Tổ chức cho gần 1.000 bạn tham quan khu căn cứ cách mạng Xẻo Quýt ở Đồng Tháp. Viếng mộ cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc, tham quan khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút và Bảo tàng tỉnh Tiền Giang. Tổ chức cho ban chỉ huy liên đội, đội viên nồng cốt, đội nghi lễ tham quan tìm hiểu Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu di tích lịch sử địa đạo Phú Thọ Hòa tại địa bàn quận Tân Phú. Sau đó, thực hiện các video clip phóng sự và giới thiệu trên các trang mạng xã hội. Tuyên truyền thông tin về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh các kỳ đại hội, treo băng rôn, triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần 10. 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chăm sóc di tích lịch sử Đình Tân Thới, nơi liệt sĩ Võ Thành Trang hy sinh năm 1957. Tham gia hội thi trực tuyến Em yêu Tổ quốc Việt Nam, hội thi chinh phục Vũ Môn và bạn Trịnh Trần Nghị, chi đội lớp 73, lọt vào vòng chung kết cấp thành phố. Bên cạnh đó, Liên đội cũng đã tổ chức thành công đợt hoạt động chủ điểm 22 tháng 12, đợt hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình Học tập sáng tạo vươn tới tương lai, Liên đội thành lập 1.506 đôi bạn học tốt và 217 nhóm đôi bạn học tốt. Tổ chức hội thi văn hay chữ tốt cấp trường và cử lực lượng tham gia cấp quận. Bạn Dương Minh Anh, chi đội 718, đạt hạng 3 cấp quận và đại diện quận đi thi thành phố. Tổ chức phong trào tiết học tốt hoa điểm 10 dưới tên gọi xóa điểm 5, vượt điểm 7, qua điểm 8, đạt điểm 10. Phối hợp tổ Anh tổ chức hội thi vô địch TOEFL Junior cấp trường. Phối hợp tổ toán và tin học tổ chức cho các bạn tham gia hội thi V-Olympic toán. Phối hợp tổ văn tổ chức hội thi kể chuyện văn học dân gian. Tổ chức buổi đối thoại cho các bạn đội viên học sinh với lãnh đạo và các bộ phận chuyên trách nhà trường vào sáng ngày mùng 9 Tết. Chương trình rèn luyện chăm ngoan thiếu nhi sẵn sàng. Nhiều phong trào đã được tổ chức như giải vô địch học sinh, các hội thi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hội thi thể dục đồng diễn, thiếu nhi Tân Phú rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện cuộc vận động 20, không vi phạm luật giao thông, không xả rác nơi công cộng, phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng tổ chức tuyên truyền bệnh lao, phối hợp Phòng Lao động Thương binh Xã hội của quận tổ chức hoạt động về quyền trẻ em và phòng tránh tai nạn thương tích trong học đường v.v. Với chương trình Làm nghìn việc tốt, hoa thơm dân Bác, Liên đội đã xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức bình bầu nhân vật tiêu biểu của Liên đội hàng tháng nhằm kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên dương các gương đội viên cá nhân điển hình. Qua đó, phát động sâu rộng phong trào thiếu nhi làm theo lời Bác một cách có hiệu quả. Dựa trên nhân vật tiêu biểu hàng tháng, Liên đội cũng bình bầu nhân vật tiêu biểu của năm nhằm tuyên dương các tấm gương sáng, định hướng cho cách sống của đội viên học sinh trong Liên đội. Ngoài ra, Liên đội còn phát động hướng dẫn các bạn thực hiện sổ tay, nhật ký Em làm theo lời Bác, hội thu chai nhựa bét vỏ lon toàn trường, thực hiện chương trình vì người bạn ngoại thành đến với các bạn ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, v.v. Hoạt động bảo vệ giáo dục chăm sóc thiếu nhi. Liên đội tham mưu ban giám hiệu, hội khuyến học xét miễn giảm 100% và 50% học phí cho 93 bạn học sinh thuộc diện xóa đói giảm nghèo, con gia đình chính sách với tổng số tiền là 77 triệu 500 ngàn đồng. Song đó, Liên đội phối hợp cùng với chi đoàn tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông.
phối hợp với phòng y tế quận tổ chức buổi giáo dục về giới tính, tuổi dậy thì cho 325 bạn đội viên khối 9, trao tặng 50 suất học bổng Võ Thành Trang cho 50 bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường với tổng giá trị là 15 triệu đồng. Tổ chức 4 lớp học văn hóa môn toán cho đội viên nòng cốt ở 4 khối. Được sự đồng ý của ban giám đốc nhà thiếu nhi quận, liên đội đã tổ chức 2 đợt xem phim cho 110 bạn đội viên. Trong công tác xây dựng đội, liên đội đã chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo chung của hội đồng đội quận trong công tác đội viên, công tác chỉ huy đội, công tác sao nhi đồng và xây dựng chi đội liên đội. Cụ thể, liên đội tổ chức 4 lớp tập huấn công tác nghiệp vụ và sinh hoạt chi đội, tặng 1.000 khăn quàng theo mẫu chung của thành phố, tổ chức hội thi nghi thức đội cấp trường, triển khai tổ chức rèn luyện và kiểm tra các chuyên hiệu rèn luyện đội viên. Đã có 1.750 bạn được công nhận đạt 5 chuyên hiệu, tham gia thi cấp quận đạt giải 3 chuyên hiệu nhà sinh học nhỏ tuổi, tổ chức lớp đối tượng đoàn, tổ chức rất tốt hội trại truyền thống vững bước tiến lên đoàn. Toàn liên đội đã có 1.700 bạn được công nhận danh hiệu Tráng Hoan Bác Hồ. Ban chỉ huy liên đội họp giao ban hàng tuần vào chiều thứ Năm. Câu lạc bộ chỉ huy đội đã được thành lập, tổ chức thành công hội thi nghi thức đội cấp trường, cử lực lượng tham gia tập huấn cấp thành phố và cấp quận, tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi cấp trường cho 198 bạn, hỗ trợ công tác sao nhi đồng tại liên đội tiểu học Phan Chu Trinh, Tân Quý, Tô Vĩnh Diện, thành lập được các câu lạc bộ như trật tự học đường, võ thuật, phát thanh măng non, phóng thiên nhí, v.v. Tập huấn và tổ chức thành công hội nghị, đại hội chi đội và đại hội liên đội. Tham mưu ban giám hiệu tổ chức thành công hội thi giáo viên phụ trách chi đội giỏi cấp trường, tham gia hội thi nghi thức đội cấp quận đạt giải nhất và đạt giải 3 cấp thành phố, đạt giải chỉ huy đội hình nghi thức xuất sắc cấp thành phố, tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta đạt giải nhất cấp quận và đạt giải đặc biệt cấp thành phố. Ngày 7 tháng 5 năm 2016, đội được nhận danh hiệu kỷ lục quốc tế, kỷ lục Guinness Đông Dương. Năm học 2015-2016, đã có 63 công trình măng non cấp chi đội được thực hiện với tổng trị giá là 18.900.000 đồng. Và công trình măng non của liên đội cũng đã vượt kế hoạch với 90 bộ đồng phục đội nghi lễ, theo kế hoạch là 70 bộ. Liên đội cũng tích cực tham gia hoạt động do cụm 4 tổ chức, cũng như đảm bảo chế độ thông tin báo cáo đúng tiến độ và đầy đủ về hội đồng đội quận. Nhìn chung, các hoạt động của Liên đội Võ Thành Trang trong năm học 2015-2016 đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch phong trào đã đề ra. Các phong trào được đầu tư về nội dung cũng như hình thức, qua đó làm cho hoạt động của Liên đội Võ Thành Trang thêm phong phú, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao, lôi cuốn được nhiều đội viên tham gia. Năm học 2015-2016, Liên đội Võ Thành Trang tiếp tục giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh.